Hello, hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với series lượn là đường phố Nhật Bản cùng với cả Vũ Nobi. Xin lỗi các ông trước, bình thường là tôi là người cầm máy quay, nhưng hôm nay chả hiểu trái gió trả trời của gì mà lóc nhà này cứ thích cầm máy quay. Chắc là thấy tôi được lên hình nhiều quá nên ghen tị đây mà. Kiểu là lần đầu cầm máy quay nên phản hay sao ấy. Khúc này bà ấy đứng bà ấy nói nên ta nên tin ba năng nhăng cái gì ấy. Tôi nghe còn chả hiểu. Thôi, cắt đi cho rồi. Để tôi dịp kiểu sát nghĩa cho mấy ông nghe nhé. Túm cái váy lại là bà ấy không phải là nhân vật chính trong video này, mà nhân vật chính trong video là tôi. Gớp, có mỗi mấy câu thôi mà nói lòng va lòng vòng mãi. Tránh ra xong người ta lên hình như xem nào. Ok, thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua về cái nơi mà tôi đang đứng cho các bạn nhé. Dành cho những bạn nào chưa biết thì đây là một trong những khu sầm uất nhất ở Osaka và là trung tâm mua sắm, giải trí, ăn uống. Các bạn có thể dành cả ngày chỉ để lang thang trên những con phố ở đây. Nhưng nếu mà hạn chế về thời gian ấy, thì tôi khuyên tốt nhất các bạn nên có một cái kế hoạch cụ thể. Ở nơi mà tôi đang đứng thì các bạn có thể đi bộ ra đến tất cả những khu vực từ ga Nihonbashi hoặc là ga lớn Nam Bà. Đây là một trong những khu vực ăn chơi tuyệt vời nhất ở Osaka. Cũng có đâu đấy 1-2 video shop. Tôi có nói với các bạn là ở đây, chỗ cây cầu mà tôi đang đứng, có từng có một bạn du học sinh bị một người nước ngoài đánh chết. Nếu như ông làm không tin ấy, thì có thể nên Google tra nhé. Và dành cho những ai muốn đi du lịch mà không biết tiếng ấy, thì tôi nghĩ là nên thuê một người hướng dẫn viên cá nhân. Đó là điều thực sự cần thiết. Người đó có thể giúp cho bạn phiên dịch, cũng như là mua sắm, hoặc là chỉ cho bạn những nơi mà bạn cần đến và giúp cho các bạn những lời khuyên hợp lý. Nếu như các ông đã kiên nhẫn xem đến đoạn này thì hy vọng là các ông thông cảm cho tôi, vì là người quay video không phải là tôi, nên khi mà xem thì nó bị rung và nó khá là đau mắt. Rồi, quay trở lại với khu phố mua sắm này thì nó nằm ở hai bên kênh của Dotonbori và nối với nhau bởi cây cầu Esobashi. Nếu như bạn đi từ ga Nihonbashi thì bạn có thể đi theo phía tây con phố Namba Walk ở dưới lòng đất cho đến khi bạn tới cây cầu Ebisubashi, hay còn gọi là cầu Nam Bà. Sau đó đi theo con phố mua sắm thẳng lên phía bắc và qua con kênh để đến khu Shinsaibashi. Trong khi lượn đường ấy, thì hai vợ chồng tôi có đứng lại xem người ta biểu diễn nghệ thuật đường phố. Nhìn nó khá hay ho và thú vị. Chắc các bạn cũng đã biết là ở Nhật, khi mà muốn quay phim hay là chụp ảnh người khác ấy, thì phải được sự cho phép và được sự đồng ý của người ta thì mình mới được phép quay. Đấy, nên là nếu như mà các bạn có đi tham quan hay đi du lịch thì các bạn cũng nhớ để ý vấn đề này nhé. Nếu không ấy là các bạn sẽ bị lên đồn công an ngồi lúc nào không biết đâu. Mình cũng giới thiệu luôn với các bạn là hôm nay là ngày Black Friday, là ngày mà giảm giá trên tất cả các cửa hàng ở nước Nhật. Mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan khu phố mua sắm ở Osaka. Tất nhiên là ở Osaka thì không chỉ có hai con phố này, mà tất cả những cái con phố mua sắm đều vô cùng nhộn nhịp và đông đúc. Nhưng ở đây theo mình biết thì nó là trung tâm, và bạn chắc chắn sẽ không hối tiếc khi ghé thăm cả hai cái khu phố này. Và các bạn có thể thấy là bên cạnh vô số các cửa hàng mua sắm thì các bạn cũng sẽ tìm thấy các khu mà trò chơi, karaoke và tất nhiên là các địa điểm ăn uống. Và các cửa hàng ở trong khu vực này ấy, thì họ đón tiếp rất nhiều khách du lịch ở trên tất cả các nước khác nhau. Vì thế mà khi các bạn đến các cửa hàng ở đây ấy, thì các bạn đều có thể mua hàng miễn thuế một cách khá là dễ dàng. Rồi luôn, khi mà chúng ta đi với những chị em phụ nữ ấy, thì chắc chắn là những cửa hàng mà buôn bán quần áo, nhất là quần áo đang giảm giá như thế này, thì là ưu tiên số 1 của họ. Nhưng thôi, dù sao được xách đồ cho chị em phụ nữ là vinh dự của anh em đàn ông chúng tôi mà. Các chị em cứ thoải mái lựa chọn đi, còn đâu thì là anh em chúng tôi nói hết. Còn một điều nữa mà tôi muốn chia sẻ đến các bạn là khi các bạn đi mua sắm vào những cái ngày giảm giá như thế này ấy, thì các bạn nên nhìn kỹ giá. Nhiều khi giá mà bán sale ấy còn đắt hơn cả giá bán thật của sản phẩm. Đây là phương pháp marketing mà tôi từng là một trong nhiều nạn nhân. Sau khi lượn chán chê ở khu phố mua sắm thì hai vợ chồng tôi có đi đến Big Camera. Ở đây thì họ bán khá là nhiều những sản phẩm về công nghệ. Tôi cũng có ý định là kiếm một chiếc gimbal. Với những ông nào mà thích công nghệ thì đi vào đây hoa hết cả mắt luôn. Xem qua chiếc máy ảnh này thì thấy khá là đẹp, nhưng mà đắt quá. Tìm thấy chỗ để gimbal rồi các bạn ạ. Nhìn cái gimbal này thì tôi thấy khá là ưng cái bụng, nhưng mà giá nó thì chát quá anh em ạ. 9.500.000,
nó tương đương khoảng đâu đấy 20 triệu Việt Nam đồng. Cái gimbal này thì vừa để được điện thoại, vừa để được GoPro. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được vài cái hợp với cả túi tiền của mình. Ok, các bạn có thể nhìn qua giá tiền ở dưới đây. Sau khi chọn được một cái giá khoảng 3 triệu thì vợ chồng tôi lại tiếp tục đi lượn đường. Như các bạn đã thấy thì cửa hàng nào họ cũng treo là đang giảm giá, từ quần áo cho đến giày dép. Chẳng biết là bao giờ mình mới thoát khỏi cái kiếp mà đi mua sắm không phải nhìn giá nhỉ. Ok, chúng ta cùng vào nghĩa qua một vài đôi giày của Adidas xem nào. Nhìn thì cũng khá là thích mắt đây, nhưng mà thôi, chào nhé. Hẹn lần sau, chứ hôm nay thì hai vợ chồng mua sắm khá là nhiều rồi. Đây là GU, thương hiệu thời trang khá phổ biến ở Nhật Bản. Là thương hiệu thời trang phân khúc tầm trung, được rất nhiều những bạn du học sinh yêu thích và lựa chọn. Còn đây là khu phố dành cho những bạn nào thích tìm hiểu về văn hóa cũng như là ẩm thực của Nhật Bản. Mình thấy khách du lịch ở đây đa số là người Trung Quốc. Ngoài việc đến tham quan thì mình còn thấy họ mua khá là nhiều thuốc cũng như là thực phẩm chức năng. Chắc là họ mua về để buôn bán kinh doanh gì đấy. Không phải là người trong nghề nên cũng chịu cơ không ạ. Các bạn nhìn xem, những cái cửa hàng ẩm thực ở đây, cửa hàng nào cũng có người đứng xếp hàng. Ngoài ra khi mà đi qua đây ấy, thì mình gặp rất nhiều những bạn du học sinh đến đây làm thêm. Các bạn có thể để ý sang hai bên đường, những cái quán đông khách nhất là những quán bán takoyaki, okonomiyaki hay là ramen nữa. Forever, thương hiệu thời trang khá nổi tiếng ở Nhật Bản. Giá rất là sâu, tới tận 21%. Kìa, gì đấy bạn ơi, hai vợ chồng đã thống nhất với nhau là về, thế mà nhìn thấy giảm giá sâu 21% là phi ngay vào được. Thôi, vào thì vào, các ông cấm ông nào được nói tôi sợ vợ nhá. Chẳng qua là tôi nể vợ mình thôi. Vẫn cứ là nhặt thêm vài món đồ, rồi xếp hàng đến quầy tính tiền. Có lẽ là tôi xin kết thúc video ở đây thôi, chứ mệt lắm rồi. Xin chào và hẹn các bạn ở trong những video sắp tới. Tôi cũng sủi luôn đây. À, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng tôi nhé. Bye bye.